Chào các bạn nhé, hôm nay mình đang đứng ở tại nhà thờ Đền Thánh Thánh Tâm Giáo xứ Cao Mại thuộc giáo phận Thái Bình. Hôm nay là lễ 3 giờ chiều ngày thứ sáu, kính trái tim Chúa Giêsu. Mình đang đứng ở tại nhà thờ, quay cảnh xung quanh nhà thờ cho các bạn xem nhé. Đây là khu vực đầu nhà thờ. Có một khuôn viên rộng rãi núi đá, hang đá Me Lem. Mình sẽ đi xung quanh nhà thờ để các bạn coi nhé. Mong các bạn đón xem, bấm like ủng hộ kênh mình để mình có động lực để làm nhiều video tiếp theo. Thánh lễ được diễn ra lúc 15 giờ chiều hôm nay do giáo họ vát cấp đảm nhiệm. Đây là đài ông Thánh Giuse trước cửa nhà chung các bạn nhé. Mình quay cái cảnh nhà chung các bạn xem. Giáo xứ này, đền thánh này đã có nền tảng đã từ lâu. Giáo xứ Đền Thánh đây đang xây dựng ngôi nhà mục vụ rất là lớn các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến ra khu nhà đang thi công. Bây giờ đã chuông đã đổ để chuẩn bị vào giờ kinh nguyện. Bây giờ mình sẽ tiến vào nhà chung để gặp cha các bạn nhé. Đây là các ông trùm, ông trương, bà trưởng và ca đoàn của giáo họ Vát Cấp. Hôm nay đảm nhiệm giờ kinh và thánh lễ chiều hôm nay. Cha mà quay tí vừa rồi, cha quay cha đi. Vâng. Thank you.
bạn nhé. Nhà nhà mình hôm nay gió hơi to. Cuối nhà thờ là có linh đài Đức Mẹ Ban Ơn, tượng bằng đá rất lớn các bạn. Tượng bằng đá nhé, cao cỡ khoảng 4 mét. Bây giờ mình sẽ tiến lên cuối nhà thờ và đi vào trong nhà thờ, khuôn viên nhà thờ để các bạn đón xem. Vâng ạ. Đây là cửa chính các bạn ạ. Có 4 thánh sử. Và hai bên có 2 lời tri ân cảm tạ. Bên đây là một bức ghi thánh đường giáo xứ đền thánh Cao Mại, ngày khởi công và ngày hoàn thành và muôn đời tri ân. Thank you.
Đây là cửa nách các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến vào nhà thờ, quay khung cảnh nhà thờ. Nội thất rất đẹp các bạn. Trần là toàn bằng gỗ hết. Để chuyển vào ơi bị và giờ kinh mình tạm dừng ở đây các bạn nhé. Đây là ca đoàn giáo họ Bát Cấp các bạn nhé, phục vụ giờ lễ. Ông cứ ở trên này cứ hát một bài để cha đang nhìn thấy thôi.